Sữa rửa mặt Hatomuji có tốt không là điều mà nhiều chị em khác cũng đang quan tâm giống như bạn vậy. Da mặt bị bụi bẩn, sạm da và nổi mụn khiến cho bạn buồn và nhiều khi cũng mất ăn mất ngủ với nó. Nhiều khi dùng đủ loại sữa rửa mặt mà vẫn không cải thiện, nên bạn có nghi ngờ sữa rửa mặt Hatomuji có tốt hay không cũng là điều dễ hiểu. Trong video này mình sẽ giải thích thắc mắc cho những bạn đang quan tâm đến sữa rửa mặt Hatomuji, loại sữa rửa mặt nổi đình nổi đám mà ai cũng xài này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Hatomuji là sữa rửa mặt hiện đang được rất nhiều chị em phụ nữ mua nhiều lắm. Về hiệu quả, sữa rửa mặt Hatomuji có hiệu quả tẩy sạch rất hiệu quả, cho bạn cảm giác sau khi dùng sản phẩm khá ấn tượng khi da mềm mại hơn, ít bị khô căng và đau rát. Vì sở hữu một bảng thành phần lành tính nên dịu nhẹ với làn da, chị em có thể an tâm sử dụng mà không lo kích ứng, mụn ẩn. Bạn có thể tìm thấy thông tin sữa rửa mặt Hatomuji trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa, nên có thể khẳng định là sữa rửa mặt Hatomuji rất tốt. Kem trị nám Mezuji hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Mezuji hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn.